Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về một thứ, một cái công nghệ mà mình rất là ưa thích ở trên các thiết bị Oppo nói chung. Hiện tại ở đây là chiếc Reno 4 Pro. Chia sẻ chút xíu thì mình cũng đang dùng nó làm máy chính luôn đấy. Vậy điều gì lại khiến cho mình mà mình tin là ai cũng sẽ khoái ở đây? Đó là sạc nhanh VOOC độc quyền đến từ nhà Oppo. Nó lại còn là sạc nhanh Super VOOC phiên bản 2.0 nhá. Còn tại sao mà mình tin là không chỉ mình mà khả năng rất là cao bạn cũng sẽ kiểu siêu phấn khích như mình đã từng ấy. Mình phải dùng từ phấn khích nhá, vì nó quá nhanh. Cụ thể như nào các bạn hãy bấm vào video để xem cái sự siêu nhanh đó với mình ha. Rồi, chúng ta cần gì? Đây, đầu tiên tất nhiên là Reno 4 Pro. Tiếp theo, củ sạc nhanh có sẵn trong hộp với công suất tối đa là 30W. Cũng nhanh đấy, nhưng mà ở đây chính xác sẽ là 65W. Nhanh như thế thì mới đem ra để làm video chứ. Tất nhiên cũng không thể thiếu được cáp sạc có sẵn ở trong hộp. Giờ thì bắt đầu nha. Đầu tiên cứ phải cho máy cạn pin đã. 3, 2, 1, done. Bắt đầu sạc này. Khởi động lên để xem rõ phần trăm pin của máy. Nốt một chút xíu về thông tin này. Thời gian 0 phút 0%. Dung lượng là 0 trên 4000mAh, tức là dung lượng tổng của máy đấy. Còn nhiệt độ lúc này thì sẽ vào khoảng 28 độ C, khá là mát mẻ. Trong lúc chờ đợi khoảng 15 phút sau để check lại thì mình sẽ có thể làm một vài công tác cá nhân như kiểu brush my teeth, rồi tắm sáng cho nó thoải mái, hay làm một tách cà phê. Đây, cà phê nhá. Đó, cà phê sáng. Giờ chơi nhẹ nhàng cùng Reno 4 Pro nhá. Đây, để xem nào. Ui, 59% pin. Đây, mình kéo lên nhá. Đó, 59%. Trong thời gian mình làm 3 tác vụ nhẹ nhàng buổi sáng như này, tức là khoảng 15 phút đấy, thì máy đã có tận là 2360mAh. Quá nửa dung lượng. Cụ thể là 59% như các bạn đã theo dõi. Nhiệt độ 39% đúng là hơi cao, nhưng lại chưa bị quá cao đâu. Nhiệt độ này, nốt lại là 39 độ C. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là thời gian đầu này là lúc máy đẩy công suất lên rất là cao và nóng nữa, nên đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong 15 phút tiếp theo, cứ xem như là cộng cả thời gian trước đó, tổng là 30 phút sạc đầu của máy đấy. Thì mình có thể nghỉ ngơi một chút xíu à? Hay đơn giản thôi, làm một bữa trưa. Ok, giờ thì chờ đợi một chút xíu. Trong thời gian có thể xem là tương đối chóng vánh này với Reno 4 Pro và sạc Super VOOC 2.0 để xem đã có đến tận 96%. Nó gần đầy rồi các bạn nhá. Đây này, 96%. Để nốt lại con số một chút xíu. Đó, đây là phần trăm pin nhá. Chỉ mất đúng 30 phút từ 0%, tức là cạn kiệt pin. Dung lượng quy đổi đây, 3840 trên 4000mAh tổng. Còn nhiệt độ 33 độ C, hạ nhiệt hẳn xuống đi và khá là mát mẻ rồi. Thực ra với dung lượng này, mình sẽ có thể thoải mái cầm máy lên và sử dụng rồi, nhưng mà chắc là để xem máy sẽ đầy với thời gian thực tế là bao nhiêu. Trong vài phút ít ỏi này, sẽ có thể thoải mái thôi, làm gì cũng được hết. Đó, tùy bạn. Rồi, mở ra xem. Đằng, 100% pin. Sẽ phải mất thêm một vài phút nữa để thực sự đầy luôn, nhưng mà cơ bản thôi. Con số ở đây hiển thị là 100 nên mình sẽ ghi luôn vào cái bảng ở đây. 100. Dung lượng 4000mAh tròn trong vòng 36 phút. Về nhiệt độ thì chắc là không cần phải đo nữa, bởi vì như mình cầm đây thì nó cũng đã rất là mát mẻ rồi. Qua quá trình mình sạc chắc là các bạn cũng đã quá rõ rồi, bởi vì nó cực kỳ là chi tiết. Chỉ có 36 phút thôi. Mình làm vài việc đơn giản, không hề phức tạp. Reno 4 Pro đã ở đây với 100%. Chừng đấy thì chắc là cũng đã đủ để thuyết phục các bạn rồi đúng không? Mình cũng vậy. Các bạn có ý kiến gì về Super VOOC 2.0 thì hãy nhớ comment phía bên dưới nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những nội dung mới và thú vị hơn nữa trên TechMag. Yêu mọi người nhiều. Bye.